Ngày 4 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chùa Long Phước, phường 5, thành phố Bạc Liêu đã long trọng diễn ra phiên họp chủ bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Quang Lâm chứng minh phiên trụ bị có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Chủ tọa đoàn gồm có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Phó văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban pháp chế Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban tổ chức, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Thượng tọa Tăng Sa Vong, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Thới, Thượng tọa Thích Giác Tạng, Thượng tọa Thích Phước Chí, đồng Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức ban thư ký, ban kiểm soát, tăng ni Phật tử đồng về tham dự. Về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Hồ Hoàng Cánh, Phó Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh cùng chư vị quan khách đồng tham dự. Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban tổ chức đã phát biểu khai mạc cho phiên trụ bị. Phiên họp đã đệ trình ban chứng minh, chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm soát cũng như số lượng đại biểu. Qua đây, ban tổ chức cũng đã trình bày nội quy đại hội và báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ chính và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, Hòa thượng trưởng ban trị sự đã thay mặt tiểu ban nhân sự trình lên danh sách thành viên nhân sự ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ mới. Hòa thượng Thích Huệ Thông đã đại diện chủ tọa đoàn lấy ý kiến các đại biểu và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự trình đại hội chính thức. Tại phiên trụ bị đại hội đã lắng nghe các bài tham luận của Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Từ thiện Xã hội, Phật giáo Nam Tông Khmer, Phân Ban Ni giới tỉnh. Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt chủ tọa đoàn đúc kết phiên trụ bị và thống nhất thông qua các nội dung đã trình bày. Thông qua các bài tham luận, có một điểm chung là Phật giáo Bạc Liêu vô cùng đề cao vấn đề đào tạo tăng ni trẻ. Hòa thượng cũng đã đề cao vai trò của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong việc xây dựng nền giáo dục Phật giáo cho tỉnh nhà, đặc biệt là trường trung cấp Phật học tỉnh đã xây dựng mới tại chùa Long Phước vô cùng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo cho thế hệ tăng ni trẻ tỉnh nhà. Hòa thượng cũng vô cùng đề cao vai trò của Hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh khi đã đóng góp nhiều tâm sức cho Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, giữ gìn sự hòa hợp đoàn kết của Phật giáo tỉnh nhà. Cuối phiên trụ bị, Hòa thượng Đào Như đã thay mặt ban chứng minh đã ban lời đạo từ. Hòa thượng vô cùng hoan hỷ khi Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã ngày một phát triển hòa hợp. Đặc biệt, Hòa thượng vô cùng cảm niệm công đức của Hòa thượng trưởng ban đã có nhiều đóng góp cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khi đã có nhiều chỉ đạo và kết nối Phật giáo tỉnh trong nhiều lĩnh vực như từ thiện xã hội, hoằng pháp, đặc biệt là nền giáo dục Phật giáo Bạc Liêu có sự phát triển vượt bậc. Sau buổi lễ, Ban tổ chức đại hội tỉnh cung kính chào đón sự quang lâm của Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự đến thăm và đánh giá công tác chuẩn bị đại hội của ban tổ chức. Hòa thượng vô cùng hoan hỷ và tin tưởng đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần trí tuệ tập thể, đoàn kết, hòa hợp để tiếp tục xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Chủ tịch cũng đã thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Hà, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Vào lúc 16 giờ 30 phút, ban tổ chức đại hội cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu và tượng đài sự kiện Tết Mậu Thân 1968, phường 7, thành phố Bạc Liêu.